Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Ngày 19 tháng 11, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh khẳng định rằng Mỹ không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột tại Ukraine. Theo bà, việc Nga cập nhật học thuyết hạt nhân của mình không phải là điều bất ngờ đối với Bộ Quốc phòng Mỹ. Đồng thời, động thái này không làm thay đổi lập trường hạt nhân hiện tại của Washington, vốn được thiết lập dựa trên các yếu tố chiến lược dài hạn. Trả lời câu hỏi liệu việc công bố học thuyết hạt nhân mới hôm 19 tháng 11 có liên quan đến thông tin Mỹ quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATAC-MS của Washington để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các chỉ thị liên quan trước đó. Chính Tổng thống tuyên bố rằng việc chuẩn bị các nội dung sửa đổi đang ở giai đoạn cuối. Tài liệu cập nhật đã được công bố đúng thời hạn. Động thái của Nga gây nhiều sự chú ý. Ông Peskov thừa nhận tài liệu mới được công bố sẽ trải qua quá trình phân tích chuyên sâu ở cả Nga và nước ngoài. Nga đã công bố học thuyết hạt nhân mới, cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả các cuộc tấn công thông thường từ quốc gia phi hạt nhân nếu quốc gia đó nhận được sự hỗ trợ từ cường quốc hạt nhân. Học thuyết mới được Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Nga dưới hình thức này sẽ được coi là một cuộc tấn công phối hợp vào Liên bang Nga. Tuy vậy, cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng. Việc Nga mở rộng học thuyết hạt nhân được cho là nhằm gia tăng khả năng răn đe trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây leo thang. Các chuyên gia đánh giá rằng đây là động thái mang tính chiến lược nhiều hơn là dấu hiệu về ý định triển khai thực tế. Trong bối cảnh này, các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc duy trì đối thoại giữa Nga, Ukraine và các bên liên quan là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo ổn định khu vực và ngăn ngừa nguy cơ xung đột leo thang. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc chiến đã kéo dài gần 1.000 ngày mà chưa có giải pháp hòa bình rõ ràng, những nỗ lực ngoại giao càng trở nên cấp thiết để giảm bớt căng thẳng và thúc đẩy hòa bình lâu dài. Ngày 20 tháng 11, theo giờ địa phương, tờ Washington Post dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận cung cấp mìn chống bộ binh cho Ukraine sau khi nước này cam kết không sử dụng mìn ở những khu vực đông dân cư. Quan chức này cho biết Mỹ đã cung cấp cho Ukraine mìn chống tăng trong suốt cuộc chiến, nhưng việc bổ sung thêm mìn chống bộ binh sẽ giúp làm chậm bước tiến của quân đội Nga, nhất là khi triển khai cùng các vũ khí khác của phương Tây. Một quan chức Mỹ nói với Washington Post rằng loại mìn chống bộ binh này là không bền, nghĩa là chúng có thể tự hủy hoặc mất điện tích pin khiến chúng không hoạt động, giảm nguy hiểm cho dân thường. Việc sử dụng mìn sẽ chỉ giới hạn ở lãnh thổ Ukraine, dự kiến tập trung vào miền đông nước này. Trong thời gian qua, quân đội Ukraine đã phải vật lộn để xây dựng các tuyến phòng thủ vững chắc trước các cuộc không kích liên tục và các nhóm tấn công nhỏ của Nga. Mìn trên bộ có thể giúp Kiev làm chậm lính Nga và dẫn họ đến những khu vực trong tầm tấn công của pháo binh và tên lửa. Washington Post dẫn lời quan chức trên nói, rõ ràng Ukraine đang chịu tổn thất, nhiều thị trấn và thành phố có nguy cơ bị phá hủy. Những quả mìn này được chế tạo đặc biệt để chống lại chính xác điều này. Khi chúng được sử dụng kết hợp với các loại đạn dược khác mà chúng tôi đã cung cấp cho Ukraine, mục đích là chúng sẽ góp phần vào khả năng phòng thủ hiệu quả hơn. Trước đó, ông Biden ngần ngại việc cung cấp mìn cho Ukraine bởi những lo ngại trong chính quyền và từ nhiều nhà vận động cho rằng ngay cả mìn tự hủy cũng gây ra rủi ro lớn cho dân thường. Nhưng tình hình trên chiến trường trong những tháng gần đây đã buộc Nhà Trắng phải tìm cách mới để giúp Kiev, đặc biệt là trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump, người đã tuyên bố sẽ nhanh chóng kết thúc chiến sự chuẩn bị nhậm chức. Việc vận chuyển mìn chống bộ binh đến Ukraine cũng có khả năng gây tranh cãi, bởi hơn 160 quốc gia đã tham gia Công ước Ottawa, còn được gọi là Hiệp ước cấm mìn, cấm triển khai và chuyển giao loại mìn này. Cả Nga và Mỹ đều không tham gia. Nhưng một số nhà hoạt động nhân quyền cho biết quyết định của Mỹ cung cấp mìn chống bộ binh cho Ukraine, một bên ký kết Hiệp ước cấm mìn, là một vết nhơ đối với Washington. Ngày 19 tháng 11, trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo rằng Ukraine sẽ thua trong cuộc chiến với Nga nếu Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự cho Kiev. Ông nói, chúng tôi sẽ chiến đấu, chúng tôi có thể tự sản xuất vũ khí, nhưng như thế vẫn chưa đủ để chiến thắng và tồn tại. Nếu Mỹ cắt viện trợ, tôi nghĩ Ukraine sẽ thua. Trả lời Fox News, ông Zelensky cho rằng sự đoàn kết giữa Ukraine và Mỹ là quan trọng nhất. Theo ông, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể tác động đến Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến sự bởi ông ấy mạnh hơn ông Putin rất nhiều. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, ông Putin có thể sẵn lòng và chấm dứt cuộc chiến này, nhưng điều đó còn phụ thuộc nhiều hơn vào Mỹ. Tổng thống Mỹ có sức mạnh, quyền lực và vũ khí. Mỹ cũng mạnh hơn Nga về kinh tế và có tầm ảnh hưởng rất lớn. Với việc Nga giành được nhiều lợi thế trên chiến trường và ngày càng nhiều bên đề cập đến khả năng đàm phán để chấm dứt chiến sự,
Ukraine đang cảnh sát trước nguy cơ họ sẽ gặp bất lợi khi thương lượng. Hôm 5 tháng 11, ông Trump cũng nhấn mạnh thông điệp cần kết thúc chiến sự giữa Nga và Ukraine tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida, ông phát biểu. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Trung Đông và sẽ làm việc cần lực trong vấn đề Nga-Ukraine. Phải chấm dứt, Nga và Ukraine phải dừng lại. Ngày 20 tháng 11, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Sam Paparo đã lên tiếng phàn nàn rằng xung đột ở Ukraine và Trung Đông đang ăn mòn kho dự trữ phòng không của nước này. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói, với một số hệ thống Patriot đã được sử dụng, một số tên lửa không đối không đã được triển khai. Giờ đây các xung đột đang ăn mòn nguồn dự trữ và sẽ là không trung thực nếu phủ nhận điều này. Đô đốc Paparo đánh giá tình trạng tiêu hao phòng không gây tổn hại đến khả năng sẵn sàng của Mỹ trong ứng phó tại châu Á-Thái Bình Dương. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã liên tục trang bị cho Ukraine và Israel những hệ thống phòng không tinh vi nhất của Mỹ. Trong khi đó, Hải quân Mỹ trực tiếp bảo vệ các tàu thuyền trên Biển Đỏ khỏi tên lửa và thiết bị bay không người lái từ lực lượng Houthi ở Yemen. Đối với riêng Ukraine, Mỹ đã chuyển đến nước này một loạt hệ thống phòng thủ, bao gồm tên lửa Patriot và hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến quốc gia NASAM. Đáng chú ý, vào tháng 10 vừa qua, Mỹ đã triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối Tha'at đến Israel và khoảng 100 quân nhân để vận hành hệ thống này. Tha'at là một phần quan trọng trong hệ thống phòng không nhiều lớp của quân đội Mỹ. Tha'at được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất hành tinh. Có thể nhắm tiêu diệt các tên lửa ngay trên không trung. Lockheed Martin là đơn vị sản xuất Tha'at. Ngày 19 tháng 11, tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia Ivan Fedorov đã công bố kế hoạch xây dựng thêm 23 trường học dưới lòng đất để hỗ trợ các trẻ em ở vùng chiến sự được tiếp tục đến trường. Trên kênh Telegram, ông Fedorov thông báo: sự an toàn của trẻ em ở Zaporizhia là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đã lường trước việc Nga pháo kích liên tục mỗi ngày vào vùng này. Vì thế, chúng tôi quyết định xây dựng không gian học tập kiên cố, an toàn nhất cho các em học sinh. Lãnh đạo tỉnh Zaporizhia nói thêm: tổng cộng, chúng tôi dự định xây dựng thêm ít nhất 23 trường học dưới lòng đất. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ khoảng 19.000 học sinh và chia các em thành 2 ca học mỗi ngày. Cho đến nay, giới chức vùng chiến sự này đã hoàn thành xây dựng 11 trường học dưới lòng đất, trong đó có 6 trường nằm ở khu vực trung tâm tỉnh Zaporizhia. Những trường học dưới lòng đất đầu tiên sẽ được mở cửa vào tháng 12 tới. Theo tiết lộ của ông Fedorov, trong quá trình xây dựng, họ đã tăng độ dày phần mái và sàn lên khá nhiều, nên các phụ huynh có thể yên tâm về kết cấu siêu bền vững của các trường học dưới lòng đất này. Đặc biệt, theo Ukrinform, kết cấu bê tông cốt thép trong xây dựng các trường học dưới lòng đất tại Zaporizhia là kết cấu đặc biệt, không giống với kết cấu thông thường của bất kỳ công trình nào tại Ukraine. Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia cam kết những trường học mới xây này chắc chắn an toàn hơn nhiều so với những nhà trẻ thông thường, nơi các em nhỏ vẫn trú ẩn và học tập hàng ngày. Hệ thống trường học tại các khu vực tiền tuyến ở Ukraine đã phải chuyển xuống lòng đất để bảo vệ trẻ em khỏi bom đạn. Tại một số khu vực, việc tổ chức lớp học dưới hầm còn mang ý nghĩa đặc biệt nhằm giúp các em tránh khỏi nguy cơ từ bức xạ hạt nhân. Làm cha mẹ ở thành phố tiền tuyến Zaporizhia của Ukraine đồng nghĩa với việc phải đắn đo về sự an toàn của con cái khi mối đe dọa không chỉ đến từ vũ khí. Gần đó, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, từng là nhà máy lớn nhất châu Âu, đang nằm trong sự kiểm soát của lực lượng Nga và liên tục hứng chịu những cuộc tấn công từ cả hai phía, trong khi mỗi bên đều cáo buộc bên còn lại. Hai mối nguy hiểm cùng hiện hữu, bom đạn và bức xạ hạt nhân, đang đè nặng lên cuộc sống của các gia đình tại Zaporizhia. Phần lớn trẻ em trong thành phố này chưa từng trải nghiệm học tập trong một lớp học thông thường. Trường học ở đây đã phải ngưng tổ chức các lớp học trực tiếp từ 4 năm trước trong đại dịch Covid-19 và đến nay vẫn tiếp tục học trực tuyến do xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Ông Konstantin Lipsky, hiệu trưởng một trường ở thành phố Zaporizhia, Ukraine cho biết: trên thực tế, trẻ em đã mất cơ hội giao lưu xã hội, cơ hội giao tiếp. Giáo dục trực tuyến không thể thay thế giao tiếp trực tiếp. Nó không thể thay thế các bài học có giáo viên. Nó không thể thay thế tình bạn ở trường. Trước đó, những hình ảnh về ngày tri thức hay ngày tựu trường mùng 1 tháng 9 của các em học sinh Ukraine ở những trường học bên trong ga tàu điện tại những vùng chiến sự đã gây nhiều sự chú ý từ dư luận quốc tế. Từ tháng 9 năm 2023, chính quyền Kharkov đã triển khai một số lớp học ngay bên trong 5 ga tàu điện ngầm trên địa bàn thành phố này để các em nhỏ có thể tiếp tục học tập ngay trong thời chiến. Đến tháng 11 năm 2023, giới chức Kharkov đã khai giảng một số lớp học dành cho học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, tức từ lớp 7 đến lớp 11, bên trong các ga tàu điện ngầm. Theo đó, một ngày có 2 ca học,
Ca đầu bắt đầu lúc 9 giờ sáng và ca thứ hai sẽ bắt đầu lúc 13 giờ. Các em sẽ học trực tiếp tại trường 2-3 ngày mỗi tuần. Những ngày còn lại, các học sinh sẽ học trực tuyến tại nhà. Ngoài ra, chính quyền thành phố bố trí các tuyến xe buýt đưa đón những em ở xa trung tâm Kharkov hoặc những em không có phụ huynh đưa đón.